với 4 tác phẩm là 4 chiếc lá của mình. Và phần thứ hai, thử thách thứ hai là các bạn sẽ thực hiện 2 phi cua và 2 etching. Và bây giờ 10 phút dành cho phần thử thách đầu tiên của hai bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Và các bạn thân mến, trong phần thi này các bạn sẽ thể hiện được những tác phẩm thăng hoa của mình. Đó là sự sáng tạo. Thật sự là các bạn Phương Thảo và Kim Vi là hai thí sinh được rất là nhiều thí sinh khác ngưỡng mộ. Đặc biệt là tất cả quý vị khán giả chúng ta phía dưới, họ đang chăm chú theo từng động tác mà các bạn thể hiện trong phần thi này của mình. Các bạn ơi, chúng ta cùng cổ vũ tinh thần cho các bạn của chúng ta được không nào? Ba, Phương Thảo,
lên vị trí và chuẩn bị